Các bệnh viện tại Séc đang phải thường xuyên đối phó với những bệnh nhân hung hãn. Sự cố ngày càng gia tăng khiến một số bệnh viện phải tăng cường an ninh hoặc tổ chức các khóa học tự vệ cho nhân viên. Tại khoa cấp cứu hoặc trong ca đêm, các nhân viên y tế thường gặp phải những hành vi thô tục của bệnh nhân, từ la hét, đe dọa, phá hoại thiết bị cho đến hành hung. Y tá Yana Mazankova của IKEM chia sẻ rằng, ban đầu bệnh nhân có những lời nói hung hãn, lăng mạ, sau đó chuyển sang đe dọa, như sẽ giết y tá. Bệnh nhân còn không chịu uống thuốc, ném thuốc vào y tá và còn từ chối đồ ăn. Sau đó, các bác sĩ phải điều trị cho những bệnh nhân có vấn đề trước sự chứng kiến của cảnh sát. Trưởng khoa cấp cứu trẻ em của Bệnh viện Moto, bà Itka Disou cho biết, đó là những thanh thiếu niên bị ngộ độc dưới ảnh hưởng của ma túy hoặc cồn và muốn tấn công nhân viên y tế. Ở Praha, cảnh sát còn phải đến gặp những bệnh nhân hung hãn nhiều lần trong ngày. Việc chờ đợi lâu để được điều trị khiến bệnh nhân trở nên hung hãn. Do đó, trên một số xe cứu thương, nhân viên y tế có sẵn nút SOS để nhanh chóng nhận sự bảo vệ. Ngoài ra, các thành viên trong gia đình thậm chí còn hung hãn hơn là chính bệnh nhân. Các nhân viên y tế phải học cách ngăn chặn xung đột hoặc cách chủ động tự vệ thông qua các khóa học. Việc huấn luyện cũng có thể hữu ích khi không làm nhiệm vụ. Vì theo cảnh sát, số vụ tấn công trên đường phố cũng ngày càng gia tăng. Gần đây, cảnh sát Praha thường xuyên gặp phải trường hợp người dân hung hãn, ngay cả ở trung tâm thủ đô, như trong tàu điện ngầm và nhiều nơi khác. Họ tấn công người khác trên phố mà không có lý do. Trong số những bệnh nhân hung hãn, nhiều nhất là những người bị ảnh hưởng của cồn, ma túy hoặc mắc bệnh tâm thần không được điều trị. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова